chê Việt Nam đi xe máy là nghèo, nhưng người Trung Quốc ngã ngửa khi biết xe máy Trung Quốc sản xuất ở đây là hàng chất lượng kém. Grab Việt Nam mến chào các bạn. Chủ đề hôm nay là một chủ đề khá hay ho liên quan đến xe máy, một phương tiện vô cùng quen thuộc đối với người Việt Nam chúng ta. Việt Nam có khoảng 45 triệu xe máy, nhưng bạn có để ý đến điều gì không? Đó là không một chiếc nào được sản xuất tại Trung Quốc. Và đây cũng chính là điều mà người Trung Quốc quan tâm. Để trả lời cho thắc mắc của cư dân mạng xứ Trung, một blogger người Trung Quốc đã tự mình bóc tách lý do vì sao Việt Nam chúng ta không sử dụng xe máy Trung Quốc. Anh này nói, trung bình cứ 2 người có một chiếc xe máy, nhưng nếu bạn đã đến Việt Nam bạn sẽ biết rằng một thị trường xe máy khổng lồ như vậy lại hiếm khi thấy một chiếc xe máy nào của Trung Quốc. Thị trường xe máy Việt Nam tập trung cao độ vào các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản. Riêng Nhật Bản đã chiếm hơn 98% thị trường xe máy tại Việt Nam, trong đó Honda chiếm hơn 80,5%, chiếm vị trí dẫn đầu tuyệt đối trong thị trường xe máy ở Việt Nam. Trong khi đó, xe máy Trung Quốc chỉ chiếm chưa đến 1%. Người này giải thích như sau. Ở Việt Nam, thái độ của người dân không thích xe máy đến từ Trung Quốc vì chất lượng xe máy Trung Quốc kém, không thể duy trì xe trong nhiều năm. Nếu bạn ở Việt Nam, khi đi đến các cửa hàng xe máy để mua xe và sau đó hỏi chủ cửa hàng là họ có bán xe máy đến từ Trung Quốc hay không, thì ngay lập tức người chủ sẽ rất khinh miệt, nhìn bạn và nói rằng chúng tôi không bán loại hàng hóa đó. Thời điểm các doanh nghiệp xe máy hàng đầu Trung Quốc bắt đầu xâm nhập thị trường Đông Nam Á, họ phải đối diện với gã khổng lồ Nhật Bản, vốn gần như độc quyền trên thị trường. Để chen chân, các doanh nghiệp xe máy Trung Quốc đã hạ giá sản phẩm, thậm chí hạ xuống mức thấp không thể thấp hơn. Bằng cách này, xe máy Trung Quốc phần nào đuổi kịp xe máy Nhật Bản. Nhưng từ đây, nhiều vấn đề đã được bới móc. Thoạt nhìn, xe máy Trung Quốc không khác gì xe máy Nhật Bản, nhưng đẹp mã bên ngoài, bên trong rỗng tuếch. Bởi vì các doanh nghiệp Trung Quốc đã không từ thủ đoạn bằng mọi giá để giảm chi phí. Vì thế, xe máy Trung Quốc về mặt kỹ thuật và chất lượng phụ tùng đều kém xa xe máy Nhật Bản. Người Việt Nam dùng xe máy Trung Quốc một năm đã gặp trục trặc không ngừng. 3 năm sẽ phải đại tu. Lúc này, người tiêu dùng Việt Nam mới phát hiện ra mình bị lừa. Bạn có công nhận với tụi mình là đúng tiền nào của nó không? Vì chất lượng xe máy Trung Quốc quá kém nên đã bị người tiêu dùng Việt Nam đưa vào danh sách đen cho đến bây giờ. Trước thông tin được anh blogger này cung cấp, cư dân mạng Trung Quốc cũng bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều như sau. Tôi nghĩ bất cứ lúc nào, làm cái gì thì chất lượng cũng đặt lên hàng đầu. Đồ mà không có chất lượng tốt thì cuối cùng cũng sẽ không kéo dài được. Nên việc bị mất thị trường ở Việt Nam cũng là điều tất yếu. Theo tôi thì chắc chắn là xe máy của chúng ta đắt tiền và người dân Việt Nam không thể đủ khả năng để mua. Chủ yếu là do xe máy sản xuất trong nước chất lượng quá kém. Lúc đó vào thị trường Việt Nam chính là giá rẻ. Khi đổ rẻ, mọi người tranh nhau mua, nhưng giá cả tiếp tục giảm nên chất lượng cũng dần kém đi. Người Việt Nam cũng ngày càng giàu lên nên họ đâu nhất thiết phải mua đồ rẻ. Thay vào đó họ chọn mua đồ chất lượng cao. Cứ như thế, xe máy Trung Quốc đương nhiên bị thị trường Việt Nam đào thải. Ai chà, không biết từ bao giờ, cụm từ Made in China lại khiến nhiều người dùng cảm thấy không mấy thiện cảm như thế. Tất nhiên ở đây, chúng ta không đánh đồng, vì ở Trung Quốc có rất nhiều mặt hàng và thương hiệu được thế giới ưa chuộng, các mặt hàng nội địa chẳng hạn. Nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Ở một mặt nào đó, hàng Trung Quốc đã để lại những ấn tượng không mấy tốt đẹp với người tiêu dùng, nên họ mới hạn chế sử dụng hàng Trung Quốc như thế. Quay trở lại với xe máy Trung Quốc, công bằng mà nói, may mà nhờ có xe máy Trung Quốc thì người dân Việt Nam vào thời điểm đó mới sở hữu được một chiếc xe máy cho riêng mình. Vì ngày xưa, khi xe máy Nhật Bản mới vào thị trường Việt Nam thì giá xe vô cùng đắt đỏ, rất ít người có thể mua nổi. Nhưng may nhờ xe máy giá rẻ của Trung Quốc mà đã giúp nhiều gia đình có cơ hội sở hữu xe máy. Còn bạn, bạn nghĩ sao về đồ Made in China? Bạn chê hay mê đồ Trung Quốc? Hãy bình luận ở phía dưới để tụi mình biết được câu trả lời của bạn nhé! Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo!